Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai cán bộ điều tra thành phố Hạ Long. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, người được biết đến là khắc tinh của mọi loại tội phạm, đã có những chỉ đạo kịp thời để kiên quyết làm sạch bộ máy. Điển hình như mới đây, trong quá trình giải quyết tin báo, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện hai cán bộ công an điều tra có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Công an thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai cán bộ này. Cụ thể, theo thông tin từ Công an thành phố Hạ Long, trong quá trình giải quyết tin báo, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, Công an thành phố Hạ Long đã phát hiện hai cán bộ điều tra có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, đó là Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam, là cán bộ điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long. Ngay sau khi phát hiện, Công an thành phố Hạ Long đã báo cáo Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long sẽ phối hợp trao đổi thông tin vụ việc trên cho cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, Công an thành phố tiếp tục phối hợp xác minh xử lý các trường hợp vi phạm khác. Trước đó, hai điều tra viên này đã bị cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tạm giữ để phục vụ điều tra về hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về các hành vi của hai điều tra viên Hà Huy Đạt và Nguyễn Xuân Nam, cũng như chưa có kết quả điều tra chính thức, song việc kỷ luật hai điều tra viên nói trên đã cho thấy những hành vi xâm phạm tư pháp đều gây ảnh hưởng nghiêm trọng và đều bị xử lý nghiêm minh. Trước thực trạng một bộ phận cán bộ không làm đúng bổn phận trách nhiệm có hành vi sai phạm, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã có chỉ đạo kiên quyết xử lý tận gốc cán bộ sai phạm. Thiếu tướng cho biết, người vi phạm dù ở bất kỳ vị trí nào cũng cần phải xử lý nghiêm minh. Điều này được chứng minh rõ khi thời gian qua, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã xử lý không ít vụ việc liên quan đến sai phạm của các cán bộ thuộc bộ máy nhà nước. Có thể kể đến như cách chức trưởng công an phường thiếu chuẩn mực với dân. Ông Đinh Văn Nơi đã ký quyết định cách chức và điều chuyển công tác Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, liên quan việc thiếu chuẩn mực với dân và những vi phạm khác liên quan. Từ giữa tháng 5 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác với Trung tá Nam để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải một video ghi lại hình ảnh hai xe ô tô đối đầu nhau, nghi va chạm giao thông. Một người đàn ông mặc quần đen, áo trắng, chân bước loạng choạng có dấu hiệu say rượu liên tục chửi bới, đe dọa một người dân. Trong đoạn video, người đàn ông còn xưng tao là trưởng công an phường Bãi Cháy, bắt thằng này lại. Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn video gây xôn xao dư luận. Xử lý cán bộ, đảng viên liên quan vụ đánh bạc 2.000 tỷ đồng. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã xử lý đến nơi đến chốn đối với cán bộ đảng viên tiếp tay cho đường dây đánh bạc 2.000 tỷ đồng. 11 tổ công tác thuộc chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc dưới hình thức lô đề do Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, khi đó là Đại tá Đinh Văn Nơi làm trưởng ban chuyên án tổ chức khám xét nơi ở của 11 nghi can tại thành phố Long Xuyên và nhiều huyện của tỉnh An Giang. Qua đó thu thập số tiền mặt hơn 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản và tài liệu, vật chứng khác có liên quan đến hành vi tổ chức ghi số lô đề. Bước đầu điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định số tiền ăn thua trong đường dây đánh bạc này lên đến hơn 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên, 55 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, và đồng bọn cầm đầu tổ chức. Trong đó có sự tiếp tay của một số cán bộ, đảng viên. Ông Nơi cho biết,
Tất cả cán bộ đảng viên có liên quan đều bị xử lý theo quy định và không có ngoại lệ, dù bất kể người đó là ai. Vi phạm về mặt hình sự thì công an sẽ tiến hành khởi tố hình sự. Vi phạm về mặt đảng thì sẽ xử lý về mặt đảng. Công an tỉnh An Giang xử lý cán bộ liên quan đến lực lượng công an sai phạm. Những con sâu làm dầu nồi canh đang dần được đưa ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh. Các bạn có bình luận gì về việc thẳng tay tước danh hiệu công an nhân dân đối với hai cán bộ này? Xin hãy để lại bình luận bên dưới cùng chúng mình nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.